Chúng nhân chúng quả quay về thiện tâm, phàm thiên vẫn vi trần phủ phục. Lời thiết tha bi đức sang người, pháp vương im lặng nhận lời. Về vườn lộc giả vì đời chuyển luân, thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ, liễu niết bàn vô cổ vô sanh, thế gian tam bảo tu thành, tỳ kheo năm vị đạo hành viên dung. Rồi từ đó Phật dùng trong pháp, giống đêm thâu tỉnh giấc mong trường, giải dầu nắng gió tuyết sương, hoằng khai giáo hoa mở đường độ sinh. Bởi cơ tích sự tình ngày trước, đại phạm thiên mãi được tán dương. Kinh thành dân cúng hoa hương, thỉnh ngài thuyết pháp nói đường từ bi. Hàng thiện tín mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Nhất Đẳng Từ Bi đăng đàn để thuyết giảng bài học hôm nay cho chúng con. Dạ, chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Nhất Đẳng ạ. Cảm ơn của thần thần. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Kính đại lễ của thượng đại sư, đại lễ chư tôn đức thượng trọng tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi vào chi tiết của tám chỉ đạo ở trong Bát Thánh Đạo. Và riêng phần này thì thưa quý vị, chúng tôi soạn hơi ngắn hơn so với những bài học trước. Lý do là mỗi một chi phần của Bát Chánh Đạo cần phải được giảng rõ, nhưng mà nếu soạn dài quá thì nó sẽ không cân bằng với bài học. Do đó chúng tôi lựa chọn một cách là bài soạn thì tương đối là ngắn gọn, nhưng mà giảng giải thì giảng nhiều, giảng chậm, để chúng ta có thể từng tự đi qua bài rất là quan trọng đây. Thưa quý vị, để nhắc lại cái tính quan trọng của Bát Chánh Đạo trước khi chúng ta đi vào cái chi phần đầu tiên là chánh kiến đó, thì có lẽ là một cái biểu tượng muôn thuở mà chúng ta tìm thấy ở tại các quốc gia Phật giáo, đó là pháp luân với cái tám cái câm, tức là xe pháp, bánh xe pháp với tám cái câm tượng trưng cho Bát Chánh Đạo. Pháp luân là biểu tượng của Phật pháp, và nói đến biểu tượng Phật pháp thì Bát Chánh Đạo được xem như là một đặc trưng để nói lên những gì mà Đức Phật dạy để chúng sanh trên con đường chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Và thưa quý vị, chúng ta cũng được nghe một lời tuyên bố trong bài pháp đầu tiên của Đức Phật, hay là kinh Trường Pháp Luân, ngài dạy rằng để các tỳ kheo có hai cực đoan mà bậc xuất gia phải tránh xa, đó là lời dưỡng và khổ hạnh. Từ bỏ hai cực đoan này, như anh tuyên bố, con đường trung đạo tám chi phần
chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy thì con đường mà Đức Phật dạy chúng ta đó là con đường trung đạo. Và hỏi thế nào là con đường trung đạo thì Đức Từ Phụ đã khẳng định rằng chính là thánh đạo tám chi Phật. Một nhà sư người Tây Phương, vị này nguyên là một vị tiến sĩ triết học ở Đại học George Town ở Hoa Kỳ, vì sau này xuất gia trở thành một nhà nghiên cứu Phật học của uy tín ở trên thế giới hiện nay, đó là Ngài Bodhi. Khi viết về Bát Chánh Đạo thì đại ngài đã nói rằng đây là con đường hành trình tu tập mà dung hợp một cách hài hòa tất cả những gì liên quan đến nghiệp báo quá khứ, lối sống hiện tại, cá nhân, xã hội, hành trình và điểm đến của người con Phật. Thì thưa quý vị, nhắc một vài địa vị để chúng ta cần hiểu rõ một điều là Bát Chánh Đạo là một giáo lý rất là thâm sâu vi diệu. Chúng ta không phải chỉ có học mà còn áp dụng trong đời sống. Và sự áp dụng này kéo dài từ khởi điểm gọi là sơ thiện cho đến giai đoạn cuối cùng là hậu thiện, mà dẫn đến chính đắc giác ngộ. Khác biệt hơn một số những điều khác mà chúng ta hành trì trong đời sống, ví dụ như quý Phật tử đi chùa thích làm công quả, ví dụ như chúng ta rất thường hay tụng kinh lễ Phật mỗi ngày, hay là chúng ta bố thí, những pháp này là thiện pháp chứ không phải là không phải thiện pháp đâu, pháp đó là thiện pháp đó. Những điều đó, bố thí, tụng kinh, công quả, nhưng mà bảo rằng những hành lành này là cái gì mà chúng ta có thể giữ xuyên suốt trong đời sống tu tập không thì không. Giai đoạn đầu thì được, nhưng mà đi xa hơn thì chúng ta phải thay đổi. Nhưng Bát Chánh Đạo thì không phải như vậy. Bát Chánh Đạo là một con đường mà trong kinh gọi là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Đó là ngôn ngữ của Đức Phật, là tốt đẹp ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Chỉ tốt đẹp ở đây không phải là một người sinh tán. Nó tương tự như là có rất nhiều giá trị ở trên đời sống chúng ta. Nó chỉ tốt thật sự ở một giai đoạn nào đó, nhưng mà khi đi xa hơn thì chúng ta phải bỏ lại phía sau. Dù vậy có những giá trị mà đi cho đến suốt cuộc hành trình. Bây giờ thì chúng ta đi vào cái chi phần đầu tiên của Bát Chánh Đạo là chánh kiến. Chữ kiến ở đây tức là cái nhìn, nhận thức. Nhân sinh quan là cái chữ cũng tương đối gần đó, nhưng mà có lẽ cái chữ gần nhất là cái nhìn của chúng ta. Nếu chúng ta để ý trong cuộc sống này, cách mình làm, cách mình sống, cách mình sinh hoạt, nó đều dựa trên một cái nhìn nào đó. Hiểu được vấn đề, tức là vấn đề của chúng ta là gì mà mình hiểu được đó, tức là phân đã làm được phân nửa, cái gọi là giải pháp cho vấn đề. Chúng ta gặp những bế tắc, gặp những khó khăn, nhưng mà gặp khó khăn mà chúng ta hiểu rằng
chúng ta không hiểu rằng sự khó khăn là gì, nguyên nhân khó khăn là gì, và phải làm gì đối với điều đó, tức là chúng ta chưa thực sự bắt đầu. Nhưng mà khi chúng ta hiểu rõ cái gì là vấn đề, cái gì là nguyên nhân, cái gì là giải pháp và cái gì là cái phương cách đạt tới giải pháp, thì như vậy chúng ta đã đạt được 50% giải pháp cho vấn đề. Như một thí dụ khác, đó là nếu chúng ta bệnh mà chúng ta không chịu nhận là mình có bệnh, không hiểu rõ nguyên nhân căn bệnh và không có chấp nhận trị liệu và biết được sự trị liệu là cần thiết và cái phương cách để trị liệu đó, thì thứ gì không gì chúng ta trị bệnh được hết. Đặc biệt là ở trong thế giới hôm nay, đa số những chứng bệnh của chúng ta đó gọi là complication, nó liên hệ đến rất nhiều thứ. Để chữa bệnh thì việc đầu tiên là bị bác sĩ phải chẩn bệnh, phải nắm rõ chúng ta bệnh gì. Không nắm rõ làm sao mà mình giải quyết được vấn đề. Thì tương tự như vậy, ở trong cuộc đời này chúng ta làm nhiều việc, bỏ ra nhiều cố gắng và nhắm đến nhiều thứ, nhưng mà cho dù chúng ta làm bất cứ chuyện lớn hay nhỏ, theo đuổi một mục đích nào, mà mình không có một cái nhìn thông suốt, không có một ý thức rõ rệt, thì thứ gì rồi chúng ta không biết mình đi đâu, về đâu. Cái này chúng ta gọi là chánh kiến. Chánh kiến là một cái nhìn chính xác của cuộc sống. Và ở trong Phật Pháp á, thì nêu ra chánh kiến ở trong rất là nhiều phạm trù, rất là nhiều phương diện khác nhau. Ở đây chúng tôi muốn nhắc quý Phật tử là có những cái chánh kiến nó có những chánh kiến mà chúng ta cần có trong đời sống hàng ngày, cần có lúc mà chúng ta đi chùa, cần có lúc chúng ta sinh hoạt. Nhưng mà chánh kiến đó đó mang một hình thái khác, và khi mà chúng ta bước vào tu tập đó thì chúng ta lại có cần một thứ chánh kiến khác. Mặc dù những thứ chánh kiến này hoàn toàn liên hệ với nhau. Ở đây thì chúng tôi tạo đưa ra ba cái phạm trù mà chúng ta thường tìm thấy ở trong kinh điển. Phạm trù đầu tiên đó là chánh kiến, có nghĩa là đối lập với tà kiến. Và có hai thứ tà kiến mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta nên hiểu và nên tìm cách củng cố chánh kiến của mình để tránh đi. Một là thường kiến, hay là đoạn kiến. Thường kiến là chúng ta cứ chấp chặt vào một cái gọi là tự ngã, thường tồn, thường còn. Mới nghe thì không có chuyện gì sai lầm về chuyện này hết. Tại vì tôi mãi mãi là tôi. Tôi là tôi thì có chuyện đâu mà sai. Nhưng mà thưa quý vị, khi chúng ta chấp thường kiến thì chúng ta không hiểu được cái lý lẽ của sự sanh diệt. Khi chấp vào thường kiến, chúng ta không có chấp nhận sự thay đổi theo thời gian của tất cả mọi thứ, kể cả bản thân của chúng ta và kể cả thân tâm. Khi chúng ta chấp theo thường kiến thì có nghĩa là
chúng ta phủ nhận cái giá trị của sự tu tập. Tại tu tập có nghĩa là cải thiện với thay đổi. Và mình thấy rõ ràng rằng nếu con người của mỗi người từ nhỏ cho đến tới lớn, rồi lớn thì đến già, mà đều bất biến, không có gì thay đổi, thì thứ gì chúng ta tu để làm gì, học để làm gì, hấp thụ giáo dục, để làm gì? Vì vậy trong cái lập luận của một số các tôn giáo, cái nền triết học nói về một linh hồn bất biến, mới nghe thì nó rất là thuận tai mọi người. Nhưng mà kỳ thật cái quan niệm mà một linh hồn bất biến nó phản ngược lại với điều mà chúng ta nói rằng con người có thể cải thiện, con người có thể tu tập, con người có thể tệ hơn, con người có thể tốt hơn. Và thay vì nói con người bất biến thì Đạo Phật dạy rằng sự tồn tại của mỗi chúng sanh là tiếp nối của cái mà chúng ta gọi là sự hiện hữu của một dòng sinh diệt nối tiếp lẫn nhau, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Ở trong dòng sanh diệt đó, đó chúng ta nói rằng một đứa bé 5 tuổi mà bị tổng thống 70 tuổi không phải là một cũng phải là hai. Không phải là một là tại vì đứa bé hồi 5 tuổi nó khác, là vì tổng thống 70 tuổi là khác. Không phải là hai là cùng trong một tiến trình sinh diệt. Và vì vậy những người chấp những người chấp vào thường kiến thường rơi vào một cái sự chấp thủ là mọi thứ có thể thay đổi, nhưng mà có một thứ gọi là chân ngã trường tồn bất biến. Và từ cái chỗ chấp thủ này đó, nó dẫn chúng ta đến một cái nhìn đóng khung. Đây là của ta, đây là ta, đây là tự ngã của ta. Chúng tôi lấy một ví dụ là chúng tôi được trụ trì. Bây giờ ở trong chùa có mấy cái bồn hoa rất là đẹp. Vậy nếu chúng tôi nhìn bồn hoa đẹp đó, chúng tôi hãnh diện là bông này bông của tôi đó, bông đó là tôi đó. Của tôi có nghĩa là nó là sở hữu của mình, là tôi đó. Tức mình nhận cái đẹp đó chính là mình, là tự ngã của ta, tôi đó. Tức là mình dùng cái đó để mình so sánh với cái không đẹp của người khác mà mình để mình hãnh diện đó. Nhưng mà khi mà mình nói về cái của ta, ta, tự ngã của ta đó, thì có bây giờ chúng ta hiểu rằng nếu nó thật sự là ta, là của ta đó, nếu là của ta thì nó sẽ không có tàn. Nếu nó là của ta đó thì nó sẽ nở ra khi nào mình muốn. Nếu nó là của ta đó thì mùa đông nó không chết. Nhưng mà rõ ràng là nó có bản chất riêng, rõ ràng là nó có tự tánh riêng, mà mình cứ khư khư ôm lấy nó. Mình cho rằng cái đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Thì thưa quý vị, lát nữa chúng ta sẽ trở lại để xem tại sao cái nhìn mà bảo rằng có một thứ chân ngã thường hằng bất biến nó là vấn đề. Thì bây giờ chúng ta lại đi vào một cái nhìn đối lập lại, đạo Phật gọi là đoạn kiến. Đoạn kiến thì
mang rất là nhiều hình thái. Nhưng mà một ở trong những hình thái mà chúng ta tìm thấy ngày nay đó là chủ nghĩa duy vật. Và ở trong kinh đó, nêu về đoạn chiến thì có rất nhiều thứ, nhưng mà ba cái kiến chấp mà tiêu biểu nhất của đoạn chiến đó là không có đời sau. Tức là những kiếp này thì chết là hết, không có đời sau. Không có các loài hóa sanh. Tức là mình chỉ tin là chỉ có những con người sống trên trái đất này, những con vật sống mà mình thấy mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm được thì mới là có thôi. Không có các loại hóa sanh như là chư thiên, như chúng sanh trong địa ngục ngạ quỷ, như chư thiên phạm thiên không có. Và chính vì tin không có đời sau, không có loại hóa sanh ấy, nó lại gắn liền với một thứ nữa là hành vi thiện ác không có quả báo. Là bây giờ mình ví dụ như mình nói là có một thanh niên tên là Salvador đã cầm súng đi vào trong trường học bắn chết 21 người ở tại Texas. Rồi sau đó thanh niên này bị bắn chết. Hết chuyện. Có nghĩa là dù mình giết một người, hay giết 10 người, hay giết 20 người, thậm chí giết 300-400 người, thì hãy như mình chết rồi thôi, không có đời sau lấy đâu mà trả quả. Gọi là hành vi thiện ác không có quả báo. Còn đời này mình làm cái gì xấu mà người ta không biết thôi thì không có quả báo gì hết. Cái đó cũng là một cái đoạn kiến. Thật ra tiêu biểu đó của đoạn kiến là không có đời sau, không có các loài hóa sanh, hành vi thiện ác không quả báo. Thì như vậy chúng ta vừa nói đến hai thứ tà kiến, đó là thường kiến và đoạn kiến. Và cái nhìn như vậy gọi là tà kiến, và không tin như vậy đó, đó gọi là chánh kiến. Không tin vào thường, không tin vào đoạn kiến thì đó là chánh kiến. Tức là đối lập lại là chánh kiến, đối lập cả hai, không thường cũng không đoạn, không thường kiến không đoạn kiến. Cái nhìn như vậy gọi là chánh kiến. Bây giờ thì chúng ta nói đến một cái phạm trù khác của chánh kiến. Cái phạm trù này đó thì thưa quý vị, nó tế nhị hơn, và bản thân của chúng ta cũng có thể nói rằng ai cũng bị vướng vấp hết. Chúng ta gọi là tà kiến cũng được, và nói theo ngôn ngữ của Hán Tạng đó, gọi là điên đảo vọng tưởng. Cái gì là điên đảo vọng tưởng? Cái gì vô thường mà mình chấp là thường, đó là điên đảo vọng tưởng. Cái gì hệ lụy khổ đau mà chúng ta chấp là hạnh phúc, đó là điên đảo vọng tưởng. Cái gì là vô ngã, không có chủ quyền, mà chúng ta nghĩ rằng đó là chân ngã, đó là ngã sở, thì đó là điên đảo vọng tưởng. Cái gì mà bất tịnh mà chúng ta cho rằng tốt đẹp, thuần tịnh, cái đó là điên đảo vọng tưởng. Tức là chúng ta hiểu sai đi sự việc. Bây giờ ví dụ như chúng tôi đang nói chuyện với quý vị mà đang đứng ở tại Phật cảnh Chùa Pháp Luân. Trước mắt chúng tôi là những cây hương nhu, mùa này nở đầy hoa tím. Và bây giờ chúng tôi nhìn lên thì hoa tím. Một giờ sau chúng tôi nhìn cũng là hoa tím. Thì như vậy rất là dễ dàng để mình có cảm nhận rằng hoa đó, lá đó nở ra, nó chỉ rung rinh trong gió, nếu nó không thay đổi. Vì thật thì không phải vậy. Vì thật thứ vì hoa nó cũng giống như là tóc của chúng ta, giống như da của chúng ta, nó thay đổi trong từng sát đa. Sự sinh diệt của những tế bào nó quá tế nhị, chúng ta không thấy.
Bởi vì chúng ta thấy rằng nó có một cái thời gian nhất định. Những cái hoa hương nhung này nó không tồn tại mãi mãi, nó tồn tại nhiều lắm là 2 tuần lễ. Trong 2 tuần lễ đó, một khi nó đã nở ra tím cả cây rồi thì thưa quý vị, nó bắt đầu cái tiến trình là lão hóa. Ví dụ như hôm nay nó mới nở thì nó có thể đẹp được 2 tuần, ngày mai thì trừ đi một ngày, ngày mốt trừ đi một ngày. Chúng ta lấy một ngày một đêm đó để làm đơn vị thì chúng ta nói như vậy, nhưng mà thực sự mỗi 1 giờ, 1 phút, 1 giây trôi qua thì cái cây đó nó bị lão hóa đi, cái hoa bị lão hóa đi. Nhưng mà do con mắt của chúng ta không thể thấy những cái tế nhị như vậy. Chúng ta thấy cả thế giới này đứng yên lại, nhất là những gì mình thích, mình cảm giác đứng yên lại lâu lắm á, người ta mới cho chúng ta xem hình ảnh của những ngôi sao vàng bạc, những ca sĩ mà một thời nổi tiếng là sắc nước hương trời, một thời nổi tiếng là được nhiều người hâm mộ. Bây giờ 30 40 năm sau thì những người này theo cái tình trạng là già đi, lão hóa rồi, trở thành một ông cụ bà cụ. Hôm qua chúng tôi có tụng kinh tụng thất cho một đạo hữu, ngày xưa là trưởng ban nhạc The Beat của Houston, là ca sĩ Hoài Sơn, vừa là ca sĩ vừa là nhạc sĩ, một người rất là năng nổ trong âm nhạc. Chúng tôi nhớ rằng 30 mấy năm về trước, khi đạo hữu đi chùa đó, mặc dù đã gần tới 50 tuổi rồi, nhưng là một người có thể nói rằng về ngoại hình rất là dễ coi và có tài về âm nhạc. Nếu chúng ta không muốn nói là hào hoa phong nhã, bây giờ khi nằm tu xuống rồi, ở tuổi 79, 80 tuổi rồi, thì thật ra cách đây 1 năm, người vợ của đại hữu Hoài Sơn mất á, thì khi chúng tôi nói chuyện đại hữu, chúng tôi thấy rằng thời gian đã lấy đi rất nhiều, thời gian không chừa một ai hết. Và quả thật chúng ta mỗi người không bao giờ nhận ra rằng thời gian có thay đổi. Mình đi lại giữa cuộc đời này, giữa một cuộc đời thân quen này, mình cảm tưởng đó là người thân của mình, kia là hoa kiển ở trước nhà, nọ là những cái tài sản mà mình cất giữ trong kho. Mọi thứ dường như nó nằm một chỗ, nó mãi mãi là vậy, không có thay đổi. Chúng ta quên hẳn đi rằng những thứ đó đó có thể nó lão hóa chậm hơn chúng ta. Thí dụ như mình thấy vàng bạc châu báu mình cất, 10 năm sau mở ra thì vàng đó, quý kim quý thạch cũng còn đó, nhưng chúng quên vẫn đi rằng nó có thể tồn tại lâu như là đá cuội trên thế gian này có hàng triệu năm, nếu là một viên kim cương hay là vàng. Nhưng mà rồi chúng ta là chủ của những thứ đó, chúng ta gọi mình là chủ, nhưng mà đố sống như vậy vẫn ở đời, tay lại trao tay. Có thể ngày mà chúng ta mất đi, ngày mà chúng ta trút hơi thở cuối cùng, thì những gì mà mình gọi là quý nhất của trần gian thì nó vẫn còn đó: hoa cỏ cây lá, nhà cửa. Nhưng mà rồi thưa quý vị, những người năm ấy bây giờ ở đâu, những người mà đã từng làm chủ, những người mà đã từng khao khát, những người đã từng hãnh diện là vì mình có thứ đó, bây giờ ở đâu? Từng lớp thế hệ này sang thế hệ khác đi rồi, không còn nữa trong cuộc đời này. Chúng ta từ đâu đến trái đất này chợt lạc lõng như là trùng quan thiếu cánh, bươi mốc kiếm ăn niềm vinh nỗi nhục, thủ đắc một đời bong bóng vỡ ngàn mây. Chúng ta là như vậy đó, chúng ta là như vậy. Những thứ đó nó không rời xa chúng ta bằng cách này cách khác, thì chúng ta phải rời xa những thứ đó. Thì như vậy cái gì gọi là vô thường mà chúng ta chấp đó là thường đó, là
cái nhìn phản lại với tự nhiên. Cái gì mà vô thường mà chúng ta đòi hỏi nó thường đó sẽ làm cho chúng ta thất vọng, đau khổ. Chúng ta đã khóc rất nhiều, khóc nhiều lắm. Có một lần Đức Phật Ngài đã nói với một thiếu nữ rằng nước mắt mà con khóc cho sự sanh ly tử biệt từ vô lượng kiếp, con có biết rằng nó nhiều như nước trong bốn biển không? Thật ra thì đời sống của chúng ta đã khóc rất nhiều cho sự vô thường, nhưng mà nước mắt không làm cho sự vô thường đứng lại đâu, nó vẫn tiếp tục. Thì thứ vị ở đây tức là một cái sự chấp thủ sai lạc, cái vô thường cho là thường. Và chúng ta đừng nói rằng cái tà kiến của ông A và B của những người ngoại đạo, chúng ta là người Phật tử không khéo tu tập thì chúng ta chấp như vậy. Còn giả là có những cái nó khổ mà mình thấy là hạnh phúc. Ví dụ như chúng ta là những người Phật tử mà đôi khi có cái chức vụ nhỏ thôi, làm chủ tịch, làm hội trưởng, làm tổng thư ký, nó chỉ làm hư danh không có gì hết, nhưng mà chúng ta vẫn chấp thủ. Chấp thủ để làm gì? Để khổ, để phải trả giá rất đắt cho những đó. Có việc chúng ta nhìn lại, có những thứ mà Mỹ là nó phải là của mình. Nếu mà thí dụ như bây giờ những người xung quanh chúng ta, họ là con, là cháu, học trò, đệ tử, họ là người thân vân vân, mình nghĩ rằng họ là của mình á, rồi khi họ không của mình nữa mình khổ, khổ dễ sợ lắm. Chứ người biết có những câu chuyện mà xảy rất thường xảy ra ở tại các ngôi chùa đó. Trong một thành phố mà đông đảo chùa đó, thì các ngôi chùa cảm thấy rất là vui khi mà một Phật tử từ chùa khác họ bỏ chùa đó họ đi qua chùa mình, và cảm thấy rất là buồn khi Phật tử chùa mình đi qua chùa khác. Thật ra Phật tử chẳng là của ai hết. Tại vì sao vậy? Tại vì mỗi người có cuộc sống riêng, khi họ thích hợp ở đây họ đi này, không thích hợp đi chỗ kia. Nhưng mà khi mà chúng ta cho là của ta đó, thì chúng ta mang một thứ hạnh phúc, hạnh phúc của phù du, như hạnh phúc đó, nó là hạnh phúc, nó sẽ phản lại chúng ta. Rồi ngay cả khi mà nó không là của ta nữa, cái của ta đó là để trong mặt kép á, thì chúng ta giãy nảy, chúng ta bực bội, chúng ta phiền não. Thì như vậy đây cũng là một chấp sai. Cái gì vô thường mà cho là thường? Quý vị chờ chúng ta chút xíu. Thứ việc cái gì mà vô thường mà cho là thường, cái gì khổ mà chúng ta cho là hạnh phúc, cái gì vô ngã mình cho là nó là của ta, cái gì bất tịnh mà cho là tịnh, thì cái sự chấp thủ đó là chấp sai, đó là điên đảo vọng tưởng, đó là một cái nguyên nhân sâu xa khiến cho chúng ta khổ muôn thuở, khổ với sự kỳ vọng, khổ với sự thất vọng, khổ với sự tuyệt vọng, khổ với sự chán chường, khổ với sự mệt mỏi. Tại vì buông thõng thì chuyện đó như vậy thôi. Thì khi mà mình chấp vào bốn cái điên đảo vọng tưởng này, nó cũng là những thứ tà kiến, và nó cũng là những thứ mang lại cho chúng ta nhiều cái đau khổ. Đó là cái phạm trù thứ hai mà chúng ta nói về tà kiến. Cái phạm trù đầu tiên là chúng ta nói về chấp thường kiến, chấp đoạn kiến. Cái phạm trù thứ hai tức là cái sự chấp đi ngược lại với cái bản chất tự nhiên. Và bây giờ chúng ta nói cái phạm trù thứ ba là chúng ta sắp chấp sai ở trong cái hệ luận liên quan đến tứ đế. Tứ đế là gì? Tứ đế là một cái hệ luận liên quan đến khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường dẫn đến diệt khổ.
Như ở ngoài đời khi quý vị sống đó, bất cứ những gì mà chúng ta cần phải giải quyết, chúng ta cần làm, cần cải thiện đó, nó đều liên quan đến cái khả năng nhận ra cái gì là cái thực trạng của vấn đề. Cũng như là mình bệnh đó, mình phải hiểu bệnh nó là cái gì. Chúng ta bị nhiễm COVID hay là chúng ta bị tiểu đường mà chúng ta không hiểu rõ cái bệnh trạng tiểu đường như thế nào, bệnh trạng khi nhiễm COVID là thế nào, thì thưa quý vị, làm sao chúng ta trị bệnh được? Nhưng mà rồi mình đặt ra vấn đề là cho dù mình biết đó là khổ, ví dụ chúng tôi biết là mình bị tiểu đường đi, nhưng mà không biết nguyên nhân tiểu đường là gì. Giống như hồi xưa chúng tôi chỉ nghe nói là ăn ngọt là bị tiểu đường, bây giờ mình bị tiểu đường là ăn lạc chút, nhưng mà sau này chúng tôi hiểu là không phải vậy. Calorie đem vào trong người mình nó dư quá thì nó biến thành được, chất béo đem vào người mình nó dư quá thành đường. Cũng chừng đó calorie mà nếu mình tập trung ăn một lúc nhiều quá nó cũng thành đường. Do đó chừng đó thực phẩm mà mình chia thành những bữa nhỏ cho phép mình có khả năng mình tiêu thụ calorie thì chúng ta bớt đường, thì cách ăn của chúng ta nó quan trọng chứ không hẳn là thức ăn không. Và cũng phải là mình ăn lạc nhất là họ không tiểu đường, mình ăn lạc mình ăn nhiều tinh bột nó cũng tạo ra tiểu đường, tinh bột nó tạo ra đường. Thì như vậy mình phải biết rõ đích xác là nguyên nhân là gì. Chúng ta sống trong cuộc đời thưa quý vị, đôi khi mình đổ lỗi cho tất cả mọi người, đổ lỗi cho gia đình, cho xã hội, đổ lỗi tất cả mọi thứ. Nhưng mà ít khi chúng ta đặt lại vấn đề là có phải những gì mà chúng ta đổ lỗi đó nó chịu trách nhiệm toàn bộ không? Ngay cả một người thưa quý vị sinh ra lớn lên và cha mẹ không có nuôi, đâm ra hận cha mẹ, tại sao cha mẹ sanh mình ra mà để cho mình khổ như vậy, oán hận cha mẹ. Chúng tôi không nói những người đó vô lý hoàn toàn, nhưng mà thưa quý vị, có những người không cha không mẹ nhưng họ phấn đấu họ cũng vượt qua làm tốt thôi. Hay hoặc giả là ở trong cuộc sống chúng ta không an lạc, chúng ta cứ quy trách nhiệm duy nhất đó là vợ, tại vợ nên tôi khổ, tại chồng nên tôi khổ. Ở đây nói sự thật là có những người mà đã ly dị 5 năm, 10 năm rồi, nghĩ về chồng cũ, vợ cũ vẫn là cay đắng. Cay đắng đến mức độ hận thù, tại vì nghĩ vợ, chồng cho mình khổ. Nhưng mà có bao giờ mình suy nghĩ được rằng đồng ý cái chuyện nó không như ý như mình, nhưng mà tại cái sự bám víu, sự cố chấp của mình khiến cho mình kéo dài, mình khổ hoài. Ngay cả ở một quốc gia, chúng tôi sống ở Mỹ, người Mỹ tương đối là họ cũng có thông tin của dân trí đó. Nhưng mà khi họ ra đổ xăng, giấy xăng lên được kêu tổng thống họ chửi. Họ chửi giống như là tổng thống đó, là người đã đổ giấy xăng lên, họ chửi giống như là tổng thống là người hoàn toàn là cái tác nhân của xăng dầu lên. Dĩ nhiên là chúng tôi không nói là vì tổng thống không trách nhiệm gì, chúng tôi không nói như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta nghĩ đến cái nguyên nhân mà để tạo nên cái giá xăng tăng á, thì rất nhiều nguyên nhân, ví dụ là trận chiến tại Ukraine chẳng hạn. Trận chiến đó đó nó do cái nguyên nhân của Nga xâm lăng Ukraine. Nga xâm Ukraine là một trong những cái tính toán của Tổng thống Vladimir Putin chẳng hạn. Nhưng mà những người này họ hoàn toàn không nghĩ như vậy, không nghĩ đến Tổng thống Nga là cái nguyên nhân mà khiến cho thế giới khủng hoảng năng lượng. Dĩ nhiên chúng ta cũng không bao giờ nói rằng ở trong thế giới này có một ai hoàn toàn chịu trách nhiệm đó hết.
Nếu chúng ta khôn khéo thì chúng ta tránh điều này đỡ được. Nhưng mà đừng bao giờ nghĩ rằng ở trong một thế giới phức tạp, vô cùng phức tạp này, chỉ cá nhân nào đó làm cho mình khổ. Mà quý vị để ý thấy đi, chúng ta khoan nói đến tập đế mà Đức Phật dạy, chúng ta chỉ nói một cái gì rất là thường thức thôi. Con người trong đời sống hàng ngày, chúng ta hay quy trách cho người này, đổ lỗi cho người kia, giận hơn người đó. Chúng ta nói ra là chúng ta chỉ trích, chúng ta nói chúng ta than phiền. Tại vì trong lòng chúng ta nghiêm rằng người đó làm chúng tôi khổ đó, người đó làm cho mình khó chịu đó. Dạ mô Phật, kính bạch hòa thượng Nhất Đẳng, và chúng con đã hết nghe được tín hiệu của hòa thượng rồi ạ. À, dạ con kính dạ, cung quý kính vị hòa có thượng. Nghe được không? Dạ quý vị có nghe được không? Dạ không nghe được, quý vị không nghe được. Dạ, nãy giờ chúng tôi gián đoạn bao lâu rồi quý vị hả? Dạ vâng, thì như vậy đó. Nếu chúng ta là người có học Phật Pháp mà chúng ta có tin Đức Phật đó, thì chúng ta sẽ đặt hỏi vấn đề cái gì là nguyên nhân của đau khổ. Nói thẳng ra là chúng ta cũng không biết đau khổ là gì, và chúng ta cũng biết nguyên nhân sự khổ là gì. Thì lấy cái gì mà chúng ta biết sự diệt khổ, và lấy cái gì chúng ta biết con đường đến diệt khổ. Có nhiều người đó, đau khổ là gì? Đau khổ là nghèo là khổ, đau khổ là thất tình là khổ, đau khổ là công danh lận đận là khổ, đau khổ là con không thương mình là khổ. Nhưng mà những cái quan niệm về khổ nó rất là hời hợt, nó chưa phải là một hình ảnh chân thực về nỗi khổ trần gian này. Bởi vì khi Đức Phật ngày chứng pháp luôn, ngày dạy này chưa nào, thế nào là chân lý vi diệu về sự khổ? Sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, ưu não là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn không được là khổ. Nói tóm lại chấp thủ đang muốn là khổ. Thông điệp đó đó không đơn giản để chúng ta hiểu đâu. Tại vì những điều mà Đức Phật đưa ra rất là lạ lùng. Và khi đến nguyên nhân sanh khổ đó, thì Đức Phật ngày cũng không đề cập đến ông A và B, không đề cập đến chiến tranh và hòa bình, không đề cập đến lương thực, năng lượng, và giải ra cái khác ái trong lòng chúng ta. Đó là nguyên nhân của đau khổ. Một bài học lớn chứ không nhỏ. Rất lớn, rất tế nhị. Không phải dễ dàng để con người hiểu tại sao khác ái là nguyên nhân sự đau khổ. Và càng có hiểu hơn nữa là nó về sự diệt khổ, là chấm dứt khác ái. Cái gì thật sự chấm dứt khác ái? Sự khao khát đối với dục ái, hữu ái, phi hữu ái, đoạn diệt tất cả ái. Cũng không đơn giản để chúng ta hiểu. Và dĩ nhiên là không hiểu cái gì diệt khổ thì lấy gì mà chúng ta hiểu con đường dẫn đến diệt khổ, tức là giới định tuệ hay là bát giới đạo. Thì thưa quý vị, chúng ta đã nói về ba cái phạm trù của chánh kiến. Một là chánh kiến là không có rơi vào thường kiến mà đoạn kiến. Hai là chánh kiến là không có điên đảo vọng tưởng để hiểu đòi hỏi sai với thầy. Cái vô thường cho là thường, cái
khổ cho là không khổ, hạnh phúc, cái vô ngã cho là hữu ngã, chân ngã, và cái bất tịnh cho là tịnh. Nhưng mà cái khổ, cái tà kiến thứ thứ ba đó, trong phạm trù thứ ba là không hiểu đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, gì khổ của đường xe khổ đó, thì đây là cái chánh kiến. Mà đối với bất cứ hành giả tu tập nào về giới định tuệ, hành giả tu tập nào bát chánh đạo, hành giả nào tu tập trên giác ngộ giải thoát, đều phải hiểu điều đó. Đều phải hiểu đó. Và đặc biệt là chúng ta có khả năng đọc những điều này ngay trên thân tâm của mình. Qua thân tâm mình đọc thấy được cái gì là khổ, nhân sinh khổ, gì khổ, và con đường dẫn đến gì khổ. Ví dụ như là tự nhiên trời mưa mình cảm thấy khó chịu, cái khó chịu đó là một thứ khổ. Nhưng mà đâu, mình khổ là tại vì mình kỳ vọng nó nắng, mình mong nó nắng, mong nó đừng mưa. Cái mong đó nó khác lại với cái tự nhiên. Chứ tôi mong mỏi điều tự nhiên mà mong mong mỏi nó không được thành, kỳ vọng mà không thành là thâm ra thất vọng. Và sự gì khổ, con đường đến sự gì khổ là gì? Sự gì khổ là làm thế nào mà chúng ta không có cái kỳ vọng đó, để chúng ta thấy an nhiên đối với nắng sớm mưa chiều, để chúng ta có thể tự tại, bởi vì chúng ta không đòi hỏi nó. Nhưng mà để có được cái ý thức đó thì chúng ta phải tu tập, mình nghĩ nhiên tu tập theo bát chánh đạo. Chúng ta có thể tìm thấy những thứ này trong trong sự tu tập. Sở dĩ mà chúng tôi đặc biệt dành nhiều thời giờ cho 80 chỉ đạo này là bởi vì 8 chỉ đạo này liên quan mật thiết với nhau. Nó là một kết cấu nhuần nhuyễn mà không thể nào chúng ta tu tập mà chúng ta thiếu những yếu tố này: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, ở trên mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và mỗi một pháp như vậy đó, nó đều có một vai trò nhất định trong cuộc sống hết. Bây giờ mình muốn trị bệnh thì đầu tiên mình phải biết rõ căn bệnh của mình cái này, biết rõ bệnh trạng, biết rõ nguyên nhân, biết rõ thế nào là sự hồi phục và con đường dẫn đến sự bình phục, phải biết. Chánh kiến quan trọng lắm. Chúng tôi nhớ là có một lần chúng tôi nghe Ajahn Chah Sajarao lặp lại một cái bài pháp của Ngài Ajahn Chah. Ngài có dạy ra một cái người bước vào trường thiền để tu tập đó, mà thiếu cái chánh kiến và thiếu chánh niệm đó, thì có thể ở lâu được. Chánh niệm, chánh niệm là khả năng tỉnh thức biết rõ, nhưng phải có chánh kiến thì chúng ta mới không uổng công. Mình biết rõ mình đang làm cái gì, bây giờ vào trong từ thiện biết làm cái gì đó, thấy ai làm sao thì mình làm vậy đó, thì thực sự rất là uổng. Thì bài học ngày hôm nay chúng ta nói về chánh kiến đó, là cái tầm nhìn của mình. Chúng ta làm một cuộc hành trình, cái tầm nhìn của chúng ta, cái nhìn của chúng ta là mình đi đâu, về đâu, đến đâu, và trên đường đi đó chúng ta sẽ trải qua cái gì, những thử thách nào, những khó khăn nào, những thành tựu nào, mà thứ. Chánh kiến rất là quan trọng, thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi xin tóm tắt một điều như vậy là chánh kiến, tà kiến trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thí dụ niềm tin ở nhân quả. Thí dụ như chúng ta hiểu mọi thứ là vô thường. Nhưng mà nếu chúng ta muốn đi xa trong sự tu tập, thì chúng ta cần một cái chánh kiến dựa trên cái hệ luận của tứ đế. Biết đây là khổ, nhân sinh khổ, gì khổ và con đường dẫn đến gì khổ. Mình phải hiểu. Không hiểu thì mình không có tu tập được. Thưa quý vị, đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ về những chánh kiến ngày hôm nay. Bây giờ thì để bạch hòa thượng tôi siêu, không biết hòa thượng
có ở chứng mấy không, nếu mà thượng ở chứng mấy hòa thượng nghe được sinh tỉnh hòa thượng khoan hỷ. Giảng cho đôi điều nhân đề tài chánh kiến ngày hôm nay. Quý vị Phật tử có thấy, dạ ôi dạ thấy hòa thượng tiền siêu rồi, dạ kính cung kính hòa thượng. Hình đạo bộ của Thầy, tiếp theo lời của Hòa Thượng Thích Đẳng thì cho tôi cũng xin chia sẻ thêm một vài điều ở trong bài học ngày hôm nay. Ở trong bài học khi nói đến chánh kiến thì chúng ta nêu có ba trường hợp. Một người mà thấy rõ bản chất của pháp hữu vi là vô thường khổ vô ngã, cái đó cũng gọi là chánh kiến. Hay là xuyên qua tấn đế khổ tập nghiệp đạo cũng gọi là chánh kiến. Và chánh kiến là cái nhìn đối lập với tà kiến. Là chúng ta có qua cái phương diện đó. Thì chánh kiến ở trong Bát Chánh Đạo thuộc phạm trù chánh kiến, là cái nhìn thực tại qua hệ luận tứ đế. Đây là khổ, nhân sinh khổ, vì khổ con đường dẫn đến sự diệt khổ. Về điểm này thì ở đây chúng ta nói qua cái bài kinh Samadhi Sutta, về kinh chánh kiến hay là chánh tri kiến. Thật ra thì cái tựa bài kinh Samadhi Sutta ở dịch là kinh chánh kiến, nhưng mà ở đây là chánh tri kiến, là trong ngày để cái tựa là chánh kiến. Chúng ta lại bị nhầm với cái chữ Nhanadasana. Samanyanadasana là chánh tri kiến. Ở đây không phải là Nhanadasana mà chỉ là Samadhi thôi, chỉ Đích chứ. Mặc dù nó cũng từ cái căn của Dasana, Đích và Dasana giống nhau, nhưng mà tri kiến thì lại là chỉ cho Nhanadasana, cái từ đó, từ Phật học đó thôi. Thì bài kinh chánh kiến tôn giả Sariputta ngài có trình bày này: chư hiền,
chánh kiến được gọi là như vậy. Này chưa hiền, cho đến như thế nào một vị thánh đệ tử có chánh kiến? Thì các vị tỳ kheo mới nói rằng chúng tôi từ xa đến đây để được hiểu ý nghĩa lời nói từ tôn giả Sariputta. Lành thay nếu tôn giả Sariputta giảng cho ý nghĩa lời nói. Sau khi nghe tôn giả Sariputta, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Thì ngài Sariputta, ngài đã giảng giải như thế này. Này chư hiền, khi vị thánh đệ tử biết rõ thiện và biết rõ căn biết thiện, biết rõ thiện và biết rõ căn thiện, thì như vậy vị thánh đệ tử gọi là có chánh kiến. Đây là cái điểm thứ nhất mà chúng ta phải hiểu. Và ngài giải thích thêm thế nào là bất thiện, thế nào là căn, căn bất thiện, thế nào là thiện, thế nào là căn thiện. Này chư hiền, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói vô ích, dục sân và tà kiến, đó là cái pháp bất thiện. Thế nào gọi là căn bất thiện? Tham căn, sân căn, si căn, đó là căn bất thiện. Như vậy gọi là pháp bất thiện và căn bất thiện. Một vị thánh đệ tử mà biết được như vậy đó gọi là có chánh kiến. Này chư hiền, thế nào là thiện? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ nói đâm thọc, từ bỏ nói độc ác, từ bỏ nói phù phiếm, không tham dục, không sân hận, và có chánh kiến. Như vậy là pháp thiện. Thế nào là căn thiện? Vô tham là căn thiện, vô sân là căn thiện, vô si là căn thiện. Như vậy gọi là căn thiện. Khi nào này chư hiền, vị thánh đệ tử biết rõ pháp bất thiện, biết rõ căn bất thiện, như vậy biết rõ pháp thiện, biết rõ căn thiện, như vậy khi ấy vị này đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạng tùy miên, trừ vô minh, vô minh khởi lên, này chưa hiện, như vậy gọi là vị thánh đệ tử có chánh kiến. Thì ở trong đoạn đầu của cái bài kinh chánh kiến đó, tôn giả Sariputta ngài đã giải thêm cái chỗ đó. Đây cũng là một chi tiết mà chúng ta nên biết. Ngoài ba cái phạm trù mà được ghi ở trong cái bài học của chúng ta đó, còn một vấn đề nữa là ở đây tôn giả Sariputta sau khi trình bày chánh kiến trong ý nghĩa là một người mà tùy tri pháp thiện, pháp bất thiện, căn thiện, căn bất thiện, ngoài ra đó thì còn có nói đến những cái khía cạnh khác
Thì ở trong bài học của chúng ta có ghi cái phương diện C, chánh kiến là cái nhìn thực tại qua luận tứ đế. Đây là khổ, nhân sinh khổ, sự diệt khổ là con đường dẫn sự diệt khổ. Cái hệ luận tứ đế này chúng ta phải hiểu nó qua nhiều khi các vị tỳ kheo hỏi thêm. Thưa hiền giả Sarvuta, có pháp môn nào khác giờ pháp môn này vị thánh đệ tử có chính kiến? Tôn giả Sa Lợi Phất ngài đáp rằng: Này chư hiền, có. Khi nào này chư hiền vị thánh đệ tử biết rõ tứ thực, biết rõ tập khởi của tứ thực, biết rõ sự đoạn diệt của tứ thực và biết rõ con đường đến sự đoạn diệt tứ thực, như vậy gọi là có chánh kiến. Tứ thực ở đây là bốn loại thức ăn: đoạn thực, thô hay tế, xúc thực, thứ hai tư niệm thực, thứ ba thức thực, thứ tư. Đó là biết rõ về tứ thực. Từ tập khởi của ái có tập khởi của tứ thực. Như vậy tập khởi của ái, ái là tập khởi của tứ thực. Từ sự đoạn diệt ái là đoạn diệt tứ thực. Thánh đạo tấm ngành là con đường đến sự đoạn diệt tứ thực, tức là chánh kiến, chánh tư duy, vân vân. Thì như vậy cái phần thứ hai tôn giả Sarvuta ngài nói về chánh kiến, tức là một vị thánh đệ tử liễu tri được, tùy tri được cái tứ thực, nó cũng theo cái hệ luận, qua cái hệ luận tứ đế. Rồi thứ ba đó mới là tuệ tri khổ. Khổ khởi, khổ diệt và con đường đưa đến sự khổ diệt. Cái chánh kiến trong cái phạm trù thứ ba đó, thì cái hệ luận tứ đế qua và khổ. Rồi chánh kiến nói theo cái khía cạnh thứ tư, tức là cái sự biết rõ già chết, biết rõ tập khởi của già chết, đoạn diệt của già chết, con đường đến sự đoạn diệt của lão tử. Ngài còn nói nhiều những cái pháp mà một vị có chánh kiến á nó có đến 16 pháp, đến 16 pháp. Thì trong đó có 15 pháp thuộc về hệ luận của tứ đế. Còn một pháp thì nói đến chánh kiến qua cái sự hiểu về căn bất thiện, thiện và căn thiện. Chúng tôi nói ở khía cạnh nào cũng được,
Qua đây cho chúng ta thấy rằng là kinh kiến mà được nói theo trong kinh Tạng đó thì có nhiều khía cạnh, nhiều phạm trù được nói đến. Khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề người mà biết nhân quả nghiệp báo, cái đó cũng là chánh kiến. Hoặc là một cái đoạn kinh khác mà Đức Phật này dạy, duyên sắc và là hai pháp cần phải biến tri, vô minh và hữu ái là hai pháp cần đoạn trừ. Minh và giải thoát là hai pháp cần phải đắc chứng. Chỉ và quán là hai pháp cần phải tu tập. Thì cái đó cũng được xem như là cái bài kinh này cũng nói theo cái hệ luận của tứ đế, nhưng mà chỉ khác một chút. Như vậy chúng ta có thể nói là khi mình về chánh kiến thì chúng ta có đến tất cả là 18 pháp. Trong đó có 16 pháp thuộc về hệ luận tứ đế, nhưng mà cái bài kinh mà chúng tôi dẫn chứng khi nãy, danh sắc là pháp cần phải biến tri, hay vô minh và hữu ái là pháp cần phải đoạn trừ, thì cái đó cũng nằm ở trong cái hệ luận tứ đế mà Đức Phật là thuyết một cái cách khác thôi. Còn khi mà chúng ta bàn về ý kiến mình sự nhận thức các pháp hữu vi qua ba cái đặc tướng Lakkhana là vô thường, khổ não, vô ngã, thì cái đó thuộc về chánh kiến, cũng thuộc về chánh kiến. Nó đi ngược lại, chánh kiến này nó đi ngược lại với bốn cái điên đảo tri kiến. Bốn cái kiến điên đảo vipalasaniti, tức là thường, chấp thường, lạc ngã tịnh, thì thấy được vô thường, thấy được khổ, thấy vô ngã và thấy bất tịnh, thì cái đó nó cũng thuộc về chánh kiến, bởi vì nó trái ngược lại với kiến điên đảo. Còn một cái phạm trù khác của chánh kiến, tức là cái nhìn đối lập với tà kiến, nhất là khi chúng ta nói đến chánh kiến là chi phần, là chi đạo ở trong cái tâm đạo, trong tâm sự thế, thì chánh kiến là trí tuệ đoạn trừ tà kiến và các pháp tương tà kiến, vân vân. Thì cái này chúng ta cần phải hiểu chánh kiến qua nhiều cái khía cạnh.
Thì như vậy thì chúng tôi có chia sẻ cho quý vị thêm một cái ý nghĩa liên quan đến cái bài học ngày hôm nay, nói về chánh kiến trong bát chánh đạo và thuộc đạo đế. Bây giờ thì vinh thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng trở lại và xin quan hỷ kính chào Thượng Tọa Tuệ Quyền vừa mới vào trục trực. Xin kính Hòa Thượng. Sa thú kính trình. Kính thưa Hòa Thượng Tuệ Sư, bạch Hòa Thượng Tuệ Sư, Hòa Thượng Quang Hỷ giảng cho một điều đó là ở trong 10 cái phước hạnh đó, ở Bunyakriya Quá Thú đó, thì có điều thứ 10 là chúng ta cải thiện cái tri kiến cho được chân chánh, tức là củng cố chánh kiến. Thì bạch Hòa Thượng có thể giảng một cách cụ thể về điểm này không? Làm sao trong đời sống của chúng ta mà cái chánh kiến của chúng ta được cải thiện, làm sao chúng ta củng cố chánh kiến của chúng ta? Xin kính thỉnh Hòa Thượng Quang Hỷ trở lại. Một cái thầy, chư tăng kính thưa quý Phật tử, ở trong 10 cái phước nghiệp sự của giác tri do thú thì cái điều thứ 10 gọi là đi thú chú cà ta. Bunyakriya Quá Thú là cải chánh tri kiến. Ở trong chú giải của cái bài kinh Itipuṭṭakā, chương 3 pháp nói về đến thứ chú cà tá là nói đến chánh kiến. Thì cái chánh kiến ở đây đó trong cái bài kinh này, cái bài kinh ba cái pháp gọi là Bunyakriya Quá Thú Sutta, thì ở đây Dithiya Ucchukamadam gọi là Đi Thú Chú Cả Tâm. Là cái sự chứng tri kiến, thì như vậy gọi là cải chánh tri kiến. Thì ở trong trường hợp này giải thích đơn giản là khi một người hiểu và tin, có bố thí, có quả của sự bố thí, có đời này, có đời sau, có các loại quá sanh, hành vi thiện ác, có quả báo, vân vân. Thì cái đó được gọi là, được gọi là đi thú chú cơ tâm. Và phải nói theo cách khác nữa đó, thì một người tin nhân và quả cũng gọi là đi thú chú cơ tâm. Tin nghiệp riêng của mỗi chúng sinh thì như vậy cũng cũng là có, cũng là có chánh kiến, cũng gọi là có chánh kiến.
Ở trong chú giải bài kinh này, chỉ đề cập đến những khía cạnh đó, cho nên mới ghép vào ở trong ba cái loại phước. Một người bố thí và có cái trí hiểu biết có quả của sự bố thí, thì như vậy người này cái vui nhất đi vô thú thứ 10 nó tạo được phước Phật, tạo được phước đức và tạo được phước trí nữa. Trong khi nếu chỉ bố thí nhưng mà không có chánh tri kiến thì chỉ tạo phước Phật thôi, nếu giữ giới mà không có chánh kiến thì chỉ tạo cái phước đức thôi. Nếu mà một người mà chỉ tu tiến nhưng mà không có chánh kiến thì họ chỉ tạo phước trí thôi, chứ không có được ba loại phước. Trong khi đó thì ở đây cái đi thuốc chú cà tá Huỳnh Nhân Cà Đi Qua Thú thì đi theo với pháp đạo thì nó tạo phước của pháp đó. Thí dụ như một người bố thí và có cái lòng tin, có sự hiểu biết về nhân quả mà bố thí, cái quả vị thục nó sẽ khác hơn một người bố thí chỉ vì ham vui hay là vì truyền thống hoặc là vì những cái pháp tư thiên vị, là vì thương mà cho, vì ghét mà cho, vì si mê mà cho, vì sợ hãi mà cho, thì cái cho đó nó không có liên quan đến cái chánh kiến thì cái quả vị thục nó sẽ khác. Bởi vậy chúng ta mới thấy ở đời này tại sao có những người nhà giàu mà họ có cái động và họ có cái niềm tin nơi Tam Bảo, họ có cái khuynh hướng thấy được cái khổ luân hồi và nguyện giải thoát, như những người Phật tử chúng ta vậy. Những người giàu mà họ thấy rõ điều đó là tại vì đời trước họ làm phước nó có liên quan đến chánh kiến, gọi là đến thứ chú cà ta pinya kari quá thú. Còn những người giàu mà trọc phú, tức là họ có tiền của nhưng mà họ chỉ biết sử dụng tiền của để đi casino hoặc là đi vào những tưởng điếm vân vân, họ vui chơi như vậy họ trác tán, nhưng mà họ hoàn toàn không có cái niềm tin để Tam Bảo và không biết làm các cái việc thiện, không có khuynh hướng giải, khuynh hướng xuất ly giải thoát, họ không có trí tuệ để thấy được cái vị ngọt, cái sự nguy hiểm và cái sự xuất ly của các dục, thì như vậy là người do đời trước họ làm phước mà vì cái truyền thống gia đình mà làm phước, hay là làm phước vì thương hoặc là vì ghét họ cho, hoặc là vì si mê mà cho, hoặc là vì sợ quyền quý quyền chức mà họ cho, thì trong trường hợp này chúng ta thấy cái chánh kiến mà được nói đến ở trong 10 điều vui nhân ta đi qua thú nó rất là quan trọng. Và người Phật tử chúng ta làm việc gì, thiện pháp nào, chúng ta cũng nên có đi kèm với chánh kiến. Chánh kiến ở đây tức là trong cái bài học của chúng ta là cái phạm trù A, là chánh kiến là cái nhìn đối lập với tà kiến đó. Thì cái phạm trù này nó thuộc về chánh kiến ở trong 10 điều quy nhân thi quá thú vậy. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi.
và thượng tọa và thượng giáo đẳng Phật Đều Nam Mô Thầy. Và cũng xin thưa với quý vị như thế này, có những lúc á và thượng giáo đẳng hỏi chúng tôi đó, thì chúng tôi chỉ lắng nghe cái câu hỏi mà chúng ta trả lời thôi, và chúng tôi không có nhìn vào màn hình cho nên không thấy câu hỏi cụ thể được ghi trên màn hình. Thì khi mà trả lời xong thì chúng tôi mở mắt, chúng tôi nhìn thấy cái câu hỏi, cho nên có đôi khi trả lời nó đi ngược lại chút xíu hay là nó không đúng. Thí dụ như trong cái câu hỏi chỉ đơn giản là nào để quân tu chánh kiến, nhưng mà lúc đó chúng tôi chỉ nghe nói cái vấn đề mà chánh kiến ở trong mười điều quy nhất cái quá thú thôi, nó có ý nghĩa như thế nào thì chúng tôi mới giải thích cái chỗ đó. Và nếu như mà và tự nhiên đẳng muốn chúng tôi trả lời thêm một cái câu giống như cái câu câu thảo luận số 1 và tưởng đưa, thì chúng tôi xin được trả lời tiếp. Nhưng mà Hòa Thượng, có một điểm này mà Hòa Thượng Quang Hỷ hôm nay làm rõ thêm là chúng ta thường có cái nói về tâm hợp tà, tâm tham hợp tà đấy, bốn tâm tham hợp tà trong cái trong Tăng Pháp đó. Thì tâm tham đi với tà kiến, mà mình thấy một điều là cái chấp ngã là thân kiến, thân kiến nó là một thứ tà kiến. Sắc quẩn là ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, trong ta sắc quẩn. Nhưng một cái thân kiến nó lại là cái gì rất là khó tránh. Thì nếu một người mà khởi tâm tham, và trong tâm tham đó có cái thân kiến, thì có gọi là tâm hợp tà không? Hay là khi nói hợp tà nó phải nặng nề, như là có một cái tà kiến mà cho nó rõ nét với tà kiến. Chứ tại vì mình thấy là thí dụ mình chấp thủ là chấp thủ cái thường, mình cái vô thường cho là thường, cái khổ cho là hạnh phúc, cái vô ngã cho là hữu ngã, thì có nên xem đó là tà kiến ở trong tâm hợp tà không? Kính thỉnh Hòa Thượng Quang Hỷ trở lại. Kính thưa quý vị, cái vấn đề này ý nghĩa nó rất là tinh vi chứ không phải là đơn giản. Bởi vì khi mà nói đến một cái ngã chấp thì rõ ràng là ở đây còn phàm phu thì đương nhiên là phải có cái ngã chấp, bởi chúng ta chưa dừng trừ được thân kiến cài với đích thiết, chưa dừng trừ thân kiến phàm phu chúng ta chưa dừng trừ, trong khi đó gọi là tâm tham mà tham ly tà hợp tà điếp chí cả tá sư vô tăng và điếp chí cả tá biết và vô tăng. Thì trong trường hợp này, nếu mà chúng ta lôi kéo về cái vấn đề tham mà có tương ưng với thân kiến, thì trong trường hợp này nó cũng khó nói lắm thưa quý vị. Bởi vì những lúc mà phàm phu chúng ta mà khởi lên cái tâm tham ly tà, thì trong trường hợp này nó là như thế nào? Không lẽ lúc đó lại là không có ngã chấp? Cho nên ở đây đó, nếu mà chúng ta dựa vào trong ý nghĩa của thắng pháp á, chứ không phải là chúng ta suy luận, thì ở đây
Ngài Vô Thất Khu Sát, Ngài có giải thích cái trường hợp này. Là chỉ lấy hai điểm mà nó thuộc về tài kiến, đó là sát sát tá đi thí, là thường kiến, và uchê đa đi thí là đoạn kiến. Khi mà nói đến tham thì đối tượng của tâm tham đó, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Cảnh pháp ở đây tức là đối tượng của tư duy, mà ngoài ra những của hiện tại, tức là sắc, thinh, khí, vị, xúc, gọi là cảnh pháp. Thì sáu cảnh đó nó là đối tượng của tâm tham. Và khi một người mà tham sân khởi, khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, mình có liên quan đến cái thường kiến. Tức là chỉ cần nhìn thấy cái cảnh sắc hài lòng, nghĩ rằng cái này nó thường còn vĩnh hằng, cái hạnh phúc này là thường còn vĩnh hằng, thì cái đó nó cũng là tham tương ưng với tà kiến và tương ưng với thường kiến. Hoặc như một người mà khi họ hưởng thụ dục lạc ngũ trần mà họ có cái tư tưởng, có cái tri kiến chết là hết, phải hưởng thụ, chết là hết, không có đời sau, cho nên bây giờ phải hưởng thụ. Họ quan niệm như vậy để họ hưởng thụ cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc đó, thì cái này gọi là tham mà tương ưng tà kiến, tương ưng giai đoạn đoạn kiến. Chúng tôi chỉ nói như vậy. Thì tất nhiên khi một người mà họ tham đắm sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, cho rằng cái này là của tôi, cái này là của ta, hay là ta thích, ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta đụng, thì cái trường hợp đó nó cũng tương ứng với tương ứng tà kiến, mình đã liên quan đến cái chấp ngã là ta. Và ở cái khía cạnh đó chúng ta phải hiểu rồi. Còn nếu như mà chúng ta chỉ nói một cách chung chung, tức là chắc sắc quẩn là ta, ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn, thọ tưởng hình thức cũng như thế, thì chúng ta nói như vậy, thì khi mà chúng ta giảng về cái tâm tham hợp tà đó, người ta khó hình dung ra được. Cho nên ở đây đó, cái nhất là chúng ta phải hiểu cái sự tham luyến với sáu đối tượng, tức là sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp, gọi là tham. Mà cái sự tham luyến đó nó có tương ứng với cái tri kiến sai lệch về thường kiến, đoạn kiến hay là ngã kiến, thì như vậy gọi là tham tư tà kiến.
Chúng tôi chỉ nói một cách ngắn gọn như vậy là chúng ta hiểu rồi. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi. Dịp bạch hòa thượng từ xưa, phiền hòa thượng Quang Hỷ nói thêm một điểm nữa thôi, rồi hòa thượng đi nghỉ. Bạch hòa thượng là khi mà chúng ta nói đến thường kiến và đoạn kiến thì có phải chăng là cái đoạn kiến thấy như vậy mà như là mình là Phật tử mới ít có phạm vào đoạn kiến, nhưng mà thường kiến thì chúng ta rất là dễ dễ có cái tà kiến chấp chấp thường phải không? Ví dụ như mình muốn mình đời sau mình làm thế này mình thế kia mình còn lại. Có phải chăng là cái thường kiến là cái mà chúng ta dễ vướng dập vào lắm? Hòa thượng có thấy như vậy không? Kính cung kính hòa thượng trở lại. Chưa từng kết thưa quý vị, quả thật như vậy. Dù chúng ta là người Phật tử đi nữa, nhưng mà chúng ta còn là phàm phu thì chúng ta không sao thoát khỏi cái tà kiến. Chỉ có điều là một người Phật tử hiểu biết Phật pháp, có nghiệp báo nhân quả, tin tội phước, tin có sự tái sanh, vân vân, thì người Phật tử chúng ta ít có hoặc là không có đoạn kiến thôi. Chứ còn thường kiến và ngã kiến thì luôn luôn có. Nhưng mà trong cái thường kiến và ngã kiến hay cái thường kiến hay là cái thân kiến ta sắc cà với đi thí, thì cái thường kiến cũng có thể là ít có bị vướng hơn là cái thân kiến. Thân kiến tức là cái sự kiến rốt ráo mà nó gần như là nó rất là tinh vi, cho nên tất cả chúng ta, không phải là phần lớn mà là tất cả chúng ta phàm phu đều bị rơi vào cái tình trạng thân kiến cả. Chúng ta ngoài mặt á, thì chúng ta nói là vô thường khổ não vô ngã, chúng ta nói là vô ngã, nhưng mà chúng ta không, chúng ta nói bằng cái văn tự thôi, nhưng thực ra cái chánh tri kiến để mà quán triệt về vô ngã và dứt bỏ được cái thân kiến thì chưa đâu thưa quý vị, phàm phu chúng ta chưa. Còn nói về thường kiến thì có đôi khi chúng ta mắc phải, nhưng mà ít hơn cái gọi là thân kiến. Bởi vì cái thường kiến, thí dụ như một người Phật tử học pháp được nhiều, chúng ta biết tất cả cái gì nó cũng phải vô thường, nó có sanh có diệt, luôn cả danh sắc. Danh sắc này luôn luôn là sanh diệt. Cái phàm phu bình thường ở bên ngoài đó, không hiểu biết Phật pháp, không có học thánh pháp đó, thì người đó mới chấp một cái linh hồn thường còn bất biến, trường tồn bất biến. Còn đối với người Phật tử thì không có nghĩ rằng có cái linh hồn thường còn bất biến, bởi vì người đó có học Phật pháp
thì biết rõ tâm luôn luôn có sự sanh diệt nối tiếp do bằng cách là vô gián duyên. Rồi sắc pháp nó cũng có cái sự sanh diệt, cho nên không thể nào, ít khi nào mà rơi vào cái trường hợp thường kiến. Thì như vậy sẵn chúng tôi nói thêm nè, là một người Phật tử có học Phật pháp á, thì chúng ta dễ thường bị thường chúng ta dễ bị mắc phải cái thường kiến hơn là đoạn kiến. Nhưng mà nếu so sánh ra đó thì thân kiến chúng ta dễ phải hơn là cái thường kiến nữa. Ở trong ba điểm đó chúng ta cần phải lưu ý như vậy. Chỉ khi nào mà chúng ta đắc đạo quả tu được quần thì lúc bây giờ thân kiến, tức là kiến chấp về vĩnh ngã đối với ngũ quẩn thì mới là được đoạn trừ. Nếu được đoạn trừ thôi, cái thân kiến khi nào đắc đạo quả xong rồi mới đoạn trừ. Còn cái thường kiến và đoạn kiến, chúng ta chỉ cần học Phật pháp đó, học Phật pháp cho nhuần nhuyễn, thì khi chúng ta tinh lý nhân quả, nghiệp báo tái sanh thì chúng ta đã bỏ được đoạn kiến rồi. Nhưng mà về thường kiến đó, thì chúng ta học Phật pháp thật nhiều và chúng ta có trí kiến, có cái chánh kiến thuần thục thì chúng ta cũng không có mắc phải. Nói là nói ngay trong kiếp hiện tại thôi, chứ còn kiếp này chúng ta có chánh kiến đi nữa, chúng ta không rơi vào kiến, không rơi vào đoạn kiến. Nhưng mà đời sau, sau khi chúng ta chết thì sanh hữu che lấp làm cho chúng ta ngựa quay về đường cũ, là cái phần phu tánh của chúng ta, thì chúng ta vẫn chấp theo cái thường kiến đoạn kiến, đừng nói chi là cái thân kiến. Đời sau chúng ta có thể rơi vào cái tình trạng thường kiến hoặc là đoạn kiến. Khó lắm thưa quý vị, chỉ có bậc tu được quần khi mà đoạn trừ được thân kiến thì kể cả thường kiến và đoạn kiến cũng mất luôn, cũng không còn có đối với vị tu được quần. Và dầu cho có còn tái sanh 7 lần nữa, nhưng mà những kiếp sau đó cũng không bao giờ vị sơ quả tu được quần mà quay trở lại với cái tà kiến. Chúng ta cần phải phân biệt hai cái điểm này. Chúng ta xin được trả lời cái câu hỏi của Hòa Thượng Giác Đản như vậy. Nam mô Thầy. Sa thú rất là riêng Hòa Thượng Từ Siêu. Bên Hòa Thượng đáng lẽ để Hòa Thượng đi nghỉ, nhưng mà thôi Hòa Thượng ráng cho chút xíu 10 phút nữa thôi. Bên Hòa Thượng là bà Visakha và bà Supavasa, mẹ của ngài Sivali, đều là bậc tu đạo quần khách, đều là những vị không còn tà kiến. Nhưng mà khi mà một người cháu mất, cháu bà Visakha mất, hay là bà Supavasa khi sanh ra ngài Sivali thì sanh khó mà đau khổ lắm. Nhưng mà họ vẫn muốn có những người cháu nữa, họ vẫn muốn sanh con nữa, thì cái muốn nữa đó nó có phải là chấp ngã không, ngã sở không? Và cái which one, cái chấp đó đó, tại sao nó không thể là tà kiến? Và mặc dù mình nghe ví dụ như nó bây giờ một người cháu mất đã khổ rồi, nhưng mà nếu mà cả thành sẽ về là cháu hết thì chẳng lẽ ngày nào cũng khóc hết, nhưng mà các vị nó vẫn còn muốn như vậy, thì cái đó tại sao không là tà kiến? Xin Hòa Thượng Quang Hỷ giải rõ về điểm này kính cùng thỉnh Hòa Thượng. Kính chư tăng, kính thưa quý vị,
Không thường nói thì chúng ta cũng biết rằng là cái thái độ của bà Visakha thương tiếc đứa cháu, đứa cháu gái chết đó, nó không thuộc về cái ngã chấp. Bởi vì bà Visakha tụng được quần, và chúng tôi cũng biết rõ trường hợp công chúa Sipawasa, mẹ của ngài Sivaling, khi mà được Đức Phật ngài hỏi thì bà hoan hỷ với đứa con trai của mình mới sinh ra đã là 7 tuổi rồi, nó bàn luận, nó đàm đạo với vị tứ quân chánh pháp là ngài Sariputta, thì bà hoan hỷ quá và quên đi cái nỗi đau phải hoài thai 7 năm 7 tháng 7 ngày. Cho nên khi nghe Đức Phật, con có muốn có thêm được những đứa con như thế này nữa không, thì bà nói bà rất muốn. Nhưng mà ở đây chúng ta cần phải hiểu, không phải trong trường hợp đó là bà có cái sự ngã sở hay ngã chấp, chấp là của ta. Ở trong đến cùng cái tri kiến của cái vị tu đà quần thì cái khái niệm về ngã sở ngã chấp á là hoàn toàn không có, bởi vì các vị đó ngay từ khi mà sơ đạo sơ quả sanh khởi thì vị đó đã ngộ ra cái chân lý dân kinh chí samudaya thamma sapan tăng nirodham, phạm cả những pháp gì, những pháp chi có tập khởi sanh ra thì cả pháp ấy đều phải bị hoại diệt. Vì nên biết rõ như vậy, mà khi biết rõ cái pháp vô thường thì kéo theo đó là vị này thấu triệt cái gì vô thường thì cái đó là khổ, cái gì vô thường khổ biến hoại thì cái đó là vô ngã, bởi vì nó không có cái chủ quyền, không có quyền năng. Cho nên ngay từ lúc mà sơ đạo sơ quả khởi lên biến được pháp nhãn thì ngay trong lúc đó là đã diệt trừ được cái vấn đề tà kiến. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng là cái sự thương tiếc đứa cháu gái mà bà Visakha thương yêu, cái sự thương tiếc đó nó bằng một cái loại tâm là tâm tham đó, tâm tham ly tà, tâm tham ly tà khiến vẫn khóc cho người thân được. Trong cái trường hợp mà nha tiết yasana, tức là thân quyến suy vong, trường hợp này thì sầu bi khổ oai vẫn sanh khởi như thường. Đúng với bậc hữu học thì thân quyến suy vong, nhà tý vyasana hay là phô gá vyasana, tài sản suy vong,
thì vị tu đồ quần bậc hữu học tu đồ quần vẫn còn có cái sự sâu muộn. Cho nên ở đây đó, cái sự sâu muộn và cái sự luyến ái đối với vị tu đồ quần thì vẫn còn, bởi vì trong trường hợp này nó là phiền não. Do phiền não đó là ly tà kiến. Nói một cách khác á, tức là đối với vị tu đồ quần, những cái phiền não nào mà không liên hệ đến hoài nghi, không tương ưng tà kiến, không tương hoài nghi, thì những phiền não đó vẫn còn khởi lên nơi vị tu đồ quần. Thì ở đây chúng ta tin chắc ở hai điểm đó đi. Còn về cái trường hợp mà một vị thấy cư sĩ tu đồ quần mà thương tiếc quyến thuộc như bà Quý Sơ Kha, thương tiếc đứa cháu nội bị chết, hay là ông trưởng giả Thóc Cô Độc, ông thương tiếc buồn khổ khi mà đứa con gái út chết, thì những cái sự buồn khổ đó, những sự thương tiếc đó chúng ta phải biết là đương nhiên là còn phiền não, nhưng mà phiền não đó tuyệt đối không có tương ưng với tà kiến, không có tương ưng với hoài nghi, chỉ vậy thôi. Chúng tôi xin được khi chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của Hòa Thượng Chánh Đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy. Sa thu, kính trên Hòa Thượng Thầy Sư rất nhiều. Thưa quý Phật tử, chúng tôi muốn nhân lời giảng của Hòa Thượng Thầy Sư nói lên một điều là tất cả chúng ta khi học Phật Pháp thì chúng ta đều nên tâm niệm rằng cái tri kiến của mình phải được cải thiện. Chúng ta đừng nghĩ là mình có quy y Tam Bảo rồi, mình có pháp danh rồi, mình có tin Phật Pháp rồi, mình có nghe Pháp rồi, mình vừa chủ biết lại Phật là mình có đầy đủ chánh kiến đâu. Chánh kiến là chúng ta phải xây dựng, và xây dựng mỗi ngày. Và một trong những điều rất là cụ thể đó là chúng ta nghe Pháp, chúng ta thảo luận, chúng ta học kinh điển. Thứ vì ngay cả một vị tu sĩ sống ở trong chùa học kinh rất lâu vẫn có nhiều điều mà chúng ta vẫn rơi vào ở trong cái chúng ta gọi là cái tà kiến, nếu chúng ta không có khéo tu tập. Vì vậy không có lý do gì mà chúng ta ý lại về việc này hết. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng cái việc mà học Phật Pháp để cái chánh kiến mình mỗi ngày tốt hơn đó, cũng là một nguyên nhân, cũng là một cái phước nghiệp sự, cũng là một cái điều tạo phước. Do vậy chúng ta cố gắng vào đây, tại sao chúng ta có nhiều cơ hội mà mình không có tạo phước? Nghe Pháp á, thưa quý vị, cũng là phước nha. Mình tùy hỷ với người khác cũng là điều tạo phước. Mà cải thiện cái tri kiến mình cũng là một điều tạo phước. Rồi mình tập hồi hướng phước cũng là một điều có phước nữa. Thì mỗi ngày chúng ta có cái duyên là phước thì chúng ta cố gắng. Dạ, chúng ta cố gắng để cùng nhau là phước. Và biết rằng giữ Hòa Thượng Thầy Siêu ở trong lớp rất là lâu cả buổi, nhưng mà đề tài ngày hôm nay thật ra thì nó có nhiều điểm rất là tế nhị. Thật ra Hòa Thượng Khoa nghĩ bây giờ xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn tương ứng bộ và vị giảng sư là Thượng Tọa Trệ Quyền. Kính lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng trong đường thành kính đảnh lễ tri ân ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi biên soạn
giảng dạy và đúc kết bài học ngày hôm nay để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng tông rùm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe ghi